Em xin kính chào thầy và toàn thể sinh viên lớp lý thứ hai. Em Trần Văn Diễm, và sinh viên 1474-109. Ngày 28/9 thầy có cho về một bài tập mình ra cho lớp, và ngày hôm nay em sẽ được trình bày về bài tập của mình về đề bài thầy đã cho. Và như sau: thiết kế một điều kiện 16 lớp đơn, viết chương trình cho 16 lớp đơn chạy quảng cáo thì như sau: sáng dần từ trái sang phải, tắt dần ngược lại, sáng dần từ hai bên vào giữa và từ giữa ra hai bên, sóng dần từ phải, sóng dần từ phải sang trái. Như thầy và mọi người anh thấy thì ở đây có file đây là bài tập 16 lớp đơn, và file này có 3 file là file cũ, file giải thích và văn phòng, vị trí như là mảnh laptop. Tiếp theo sẽ trình bày về mặt văn phòng. Để tiết kiệm thời gian thì em đã vẽ sẵn một mặt văn phòng ở đây. Ở đây sử dụng một bức 16x87 chừng 45 thì còn bích được ngồi với một gia đồ thật ăn có tần số là 10 mê và 16 led đơn được ngồi với khoảng C và D thứ tự như sau: RC0 từ RC7, RD0 từ RD7. Tiếp theo sẽ trình bày một cái viết code. Đầu tiên là khai báo dùng thứ viết 16x87, khai báo dùng gia đồ thật ăn, khai báo dùng gia đồ với tần số 10 mê cho thật ăn, khai báo các biến sử dụng cho chương trình, viết các chương trình con để thực hiện các kiểu quảng cáo, comment, set chit, ta sẽ set chit C và D không lâu công thức là đăng lên cho port C và D là ngõ output. Tiếp theo là chúng ta sẽ gọi tên các chương trình con kèm với hàng delay 500 giây và sẽ cho vào một lập file to để cho nó lập lại nhiều lần. Tiếp theo sẽ trình bày về đề kiểu đầu tiên là sáng dần từ trái sang phải, tắt dần từ lại, tức là ở đây là chúng ta sẽ sáng dần từ trái qua phải, tức là sáng dần từ chân RD7 và bit có trong số cao từ RD0, bit có trong số thấp của bọt D và RC7 là bit có trọng số cao về RC không bit trọng số thấp và C, thì chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta sẽ dịch sang phải một bit đồng thời cộng thêm 0x8000, tức là giá trị như vậy thì kết quả là sẽ ra led chân RD7 sẽ sáng lên 1, tức là chân RD7 ở đây và sẽ sáng lên 1. Tiếp theo thì chúng ta sẽ dịch tiếp để sang phải một bit nữa và đồng thời cộng thêm 0x8000, kết quả là sẽ chân RD7 và RD6 sẽ sáng, tức là ở đây thì hai chân này nó sẽ sáng. Và tương tự thì chúng ta sẽ thực hiện 16 lần với vòng lập for thì 16 ngón ra sẽ đúng 1 và sáng 16 led. Đây em viết chương trình con của nó có tên là voi sáng tắt dần. Ở đây thì em cho y bằng y dịch phải cộng với 0.8000 output hoặc c bằng giá trị y output d bằng giá trị y dịch 8 bit delay 200 ms, và chúng ta sẽ cho vòng lập này vào một vòng for y bằng 0, y nhỏ 16, y công cộng, tức là chúng ta sẽ lập 16 lập vòng lập for 16 lần để cho nó sáng 16 led. Tiếp theo về tắt dần theo chiều lại thì lấy kết quả trên tiến hành dịch tuần tự sang trái với 16 lần dịch thì nó ra số 0 và tắt 16 led, tức là ở đây là chúng ta sẽ sáng hết 16 led này. Chúng ta sẽ tiến hành dịch tuần tự từ dịch tuần tự sang trái từng bit trong 16 vòng lập thì sẽ là 16 bit này sẽ xuống mức 0 và đèn sẽ tắt. Tiếp theo là ta sẽ cho y
sẽ là y dịch trái, output c là chữ y, output port b là chữ y dịch 8 và đi lại 200 giây để cho nó vào máy còn lập for với y bằng 0 y bằng 16 công, tức là lập 16 lần để cho nó tắt, để cho nó tắt led. Đây là chương trình em được sử dụng một phòng về chương trình trên. Đây là giãn dần từ trái sang phải, tắt dần từ phải sang trái và nó sẽ lập lại cái vòng lập while chu. Tiếp theo thì em sẽ trình bày về phần kiểu hai là giãn dần từ hai bên vào giữa và từ giữa sang hai bên. Thì ở đây là chúng ta sẽ tiến hành giãn dần từ hai bên vào giữa, từ giữa hai bên qua đi hai bọt cùng một lúc trong vòng lập 8 lần so với vòng for. Tức là ở đây chân bọt D chúng ta sẽ giãn từ chân RD 7 là bit có trong số cao thì bit có trong số thấp, thì chúng ta tiến hành dịch phải một công thức 80. Còn bọt C từ chân RC0 bit có trong số thấp với bit có trong số cao, thì chúng ta sẽ tiến hành dịch trái một công thức 0.01. Tiếp theo chúng ta sẽ tắt hết led để thực hiện các bước tiếp theo. Đây thì em có một chương trình con là coi sáng dần hai bên. Đầu tiên là chúng ta sẽ cho y right, tức là bọt ở bên phải sẽ bằng y right dịch trái và công tắc 0.01, y left tức là bọt ở bên trái và y left dịch phải công tắc 0.0. Output c, bọt c là chữ y right, output bọt d là chữ y left, delay 200 ms. Chúng ta sẽ cho là một lập for với 8 lần y bằng 0, y nhỏ 8, y bằng 0. Sau đó chúng ta sẽ tắt hết led đi, y right bằng 0 và y bằng 0, output port c là chữ y right, output port d là chữ y led. Giờ mình tắt hết led để thực hiện công tiếp theo. Tiếp theo là chúng ta sẽ sáng dần từ giữa sang hai bên, thì với port d chúng ta sẽ sáng dần từ d 0 là bit ở trong số thấp với bit ở trong số cao là rồi bên này chúng ta sẽ tiến hành dịch, chúng ta sẽ tiến hành dịch trái và có thể không biết con một. Đây là bảng C là từ chân có từ C 7 là bit có trong số cao với bit trong số thấp, chúng ta sẽ tiến hành dịch phải và không thể không biết 80 và cũng tắt hết led để thực hiện các bước tiếp theo. Đây là y right, tức là bọt bên phải sẽ bằng y right dịch phải cộng 0.80, y left sẽ bằng y left dịch trái cộng 0.01, output bọt c là chữ y right, output bọt d là chữ y left, delay 200 ms và cho vào một lần for y bằng 0, y nhỏ 8.00 để lập lại 8 lần. Tiếp theo chúng ta sẽ cho y right bằng 0, y left bằng 0, output c bằng y right, output d bằng y left để tắt cái led đi để chúng ta tiếp theo. Ở đây chương trình sẽ được phép mô phỏng chương trình.
và giặt ở trong ra. Và nó sẽ lập lại một vòng lập quay chu. Và tiếp theo sẽ chuyển máy về kiểu 3 là sáng dồn từ phải sang trái. Sáng dồn từ phải sang trái tức là đầu tiên là chúng ta sẽ cho chúng ta sẽ để bit ở chân RC0 chúng ta sẽ cho nó sáng và chúng ta cứ cần dịch cho tới chân RC7 thì nó sẽ điều nặng và sáng ở đây. Ta tiếp tục cho chân RC0 sáng và ta dịch cho chân RC6 nó sáng và nó giữ ở đấy. Từ từ như vậy cho tới khi thực hiện 16 lần như vậy thì chương trình sẽ kết thúc. Chương trình này chúng tôi cốt là chương trình là 6 ông dồn phải sang trái. Đầu tiên em sẽ cho một biến P bằng 0F0000. L bằng 0x0000 tức là giá trị này. Đầu tiên chúng ta cho được lập y bằng 16, y lớn hơn bằng 1, y trừ trừ chúng ta cho y bằng 16 thì n sẽ bằng 0x0001 và n sẽ bằng giá trị này. Tiếp theo chúng ta sẽ cho g bằng nol, tức là chúng ta sẽ lấy bit của n cộng với bit của n, chúng ta sẽ có giá trị như vậy. Tiếp theo chúng ta sẽ gán biến p bằng g và output c bằng p, output d bằng p dịch tán, tức là chúng ta sẽ có ra là như vậy. Chúng ta sẽ làm cho đèn ở bên này nó sáng, đèn ở bên phải nó sáng. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành giật đầu tiên là chúng ta sẽ for g bằng 1, g bằng âm y, g cộng cộng. Đầu tiên chúng ta sẽ cho g bằng 1 thì ở đây n biến n sẽ có n giật trái và chúng ta sẽ trái vào đây. G sẽ bằng biến n ol, tức là mũi g là sẽ ra như vậy. Và p bằng g output này là sau khi chúng ta lập từ y bằng 1 cho tới y nó có nhầm từ g bằng 1 cho tới g nhỏ hơn y, tức là y 16 thì g sẽ từ 1 cho tới 15, thì kết quả chúng ta sẽ ra như thế này và bằng giá trị n này. Và chúng ta sẽ làm cho đèn bên này nó dịch qua bên này và nó sẽ sáng ở bên này, sáng và giữ ở đây. Tiếp theo tương tự thì chúng ta sẽ có cho y bằng 15. Y bằng 15 thì n chúng ta sẽ có giá trị như vậy. N cũng như vậy. Với L, FL, L của chúng ta sẽ lấy giá trị ở dưới này, tức là giá trị mới của nó. NG sẽ bằng NOL ra giá trị này. Và A cũ sẽ ra giá trị như vậy. Và giá trị P, tức là ở đây thì đèn này sáng và đèn này sẽ sáng. Và chúng ta sẽ dịch khi G bằng 1 thì N sẽ dịch trái, tức là N này sẽ dịch qua đây. Rồi biến G bằng N O với L, là G mình sẽ ra trị này. Và P
bằng g output cp output dp 8, tức là chúng ta sẽ gắn biến và xuất ra bọt c bọt d của quá trình dịch led để hiển thị. Sau khi dịch từ đây là y bằng 15, chúng ta sẽ dịch từ g từ 1 cho tới 14 thì chúng ta sẽ có được kết quả a như vậy. Và sẽ làm cho hai con led trở nên sáng. Và tương tự như vậy thì nó sẽ dịch từ con led này sáng con led này, dịch qua sáng con led tiếp theo. Thì tương tự như vậy. Tương tự vậy sau khi chúng ta dịch y bằng 1 thì chương trình sẽ kết thúc và 16 con led sẽ sáng. Mô phỏng cho chương trình. Đến rõ hơn thì em xin được đây em thêm một delay gọi một em delay. Đầu tiên đèn sẽ sáng, sau đó nó sẽ dịch qua đây, nó sẽ dịch qua đó, rồi đèn nó sẽ sáng, tụt nó sáng, nó sẽ dịch, nó sáng nó sẽ dịch, sáng nó sẽ dịch. Tiếp theo thì em xin được phép lồng ba chương trình lại với nhau. Em sẽ xóa bọc cái này đi và lồng ba chương trình lại với nhau. Tức là sóng dần từ trái sang phải và tắt dần từ trường lại. Thứ hai là xây sóng dồn từ bên vào giữa và từ giữa ra hai bên. Tiếp theo chúng ta sẽ sóng dồn. Sẽ lặp lại cái vòng lặp quanh chu. Đến đây thì bài tập từ chương trình của em cũng đã kết thúc. Xin cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.